Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng em mình là Ben sẽ đọc quyển Bú Bú Chậm Chạp. Các bạn lắng nghe nhé. Rất hay đó các bạn. Bú Bú đã biết làm rất nhiều thứ như biết đếm ngồi đếm xuôi, biết đi giày và cài nút áo. Chỉ có điều Bú Bú còn rất chậm. Ba mẹ và các bạn luôn phải dục. Nhanh lên Bú Bú ạ. Nhanh lên con ạ. Bú Bú ơi, nhanh lên. Khẩn trương lên Bú Bú ơi. Cứ mỗi lần như thế, Bú Bú lại đáp. Một phút nữa thôi. Hôm nay Bú Bú được mời đến dự sinh nhật của gấu. Mẹ dặn: nhanh lên con, không được đến trễ. Kéo gác bệnh chờ, con biết rồi mẹ. Nhà bạn gấu không xa lắm. Bú Bú có ý định đi thật nhanh, nhưng dọc đường Bú Bú nhìn thấy thỏ đang chơi một mình. Ba làm gì vậy? Tớ đang nhảy, bạn chơi với tớ đi. Vì nhà gấu không xa lắm nên Bú Bú nhận lời. Chơi một lúc, thỏ dừng lại kêu. Đến giờ rồi, nhanh lên Bú Bú ơi. Kẹo rẻ đó. Bú Bú tự nhủ, một phút nữa là đến thôi. Nhưng vừa đi được một đoạn, Bú Bú gặp rái cá. Rượt, bạn chơi gì thế? Rượt khó, bạn chơi với mình đi. Còn sớm mà. Vì nhà gấu không xa lắm, nên Bú Bú nhận lời. Cả hai cùng chơi rượt cỏ thật là vui. Bỗng rái cá kêu lên. Đến giờ rồi, nhanh lên Bú Bú ơi, không sẽ bị trễ đó. Bú Bú nghĩ cứ từ từ, có gì đâu mà vội. Khi đến cầu, Bú Bú gặp trồn rủ. Chơi trốn tìm với tớ không? Chơi trốn tìm là trò mà Bú Bú thích nhất. Nhưng Bú Bú lưỡng lự rồi quyết định. Tớ không chơi được, tớ phải đi cho kịp sinh nhật gấu. Bú Bú vội vã qua cầu, suýt tí nữa dẫm phải bạn rùa. Bú Bú đi đâu mà vội thế? Đến nhà gấu phải đi nhanh không thì trễ mất. Rùa òa lên khóc. Tớ không thể đến nhà gấu đúng giờ được. Cố lên, sắp đến rồi. Chỉ cần băng qua cánh đồng cửa thôi. Bú Bú rất hối hận vì đã mất thời gian chơi với thỏ và rải cá. Bú Bú nói: leo lên lưng tớ đi, tớ sẽ cùng bạn đi cho nhanh. Khi nhìn thấy nhà gấu, Bú Bú chợt nhớ phải có quà cho gấu chứ. Bú Bú dừng lại, hái những chùm quả chín to nhất bên đường, rồi giục: ừ, nhanh lên Bú Bú ơi. Ừ, xong rồi đây. Gấu, các bạn đã có mặt đông đủ. Bữa tiệc thật là vui và gấu rất thích món quà của Bú Bú. Chúc mừng sinh nhật gấu, cảm ơn.